Chào các em, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với bài giảng môn kinh tế lượng. Ở hôm trước ấy, thì các em đang tìm hiểu dở về mô hình hồi quy bội và cô giáo đã giới thiệu cho các em một cái trường hợp đặc biệt của mô hình hồi quy bội, đó là trường hợp mô hình hồi quy ba biến. Trong đó, ở trong mô hình này thì chúng ta sẽ có một biến phụ thuộc y và hai biến độc lập x, đúng không nhỉ? Và cái nội dung của cái bài giảng hôm trước thì cô giáo đã giới thiệu cho các em về hàm hồi quy tổng thể này, hàm hồi quy mẫu này, ước lượng các cái tham số beta 1, beta 2, beta 3, đồng thời đưa ra các cái giả thiết của mô hình, tính toán phương sai và độ lệch chuẩn của các cái hệ số hồi quy, xác định hệ số xác định, hệ số tương quan, hệ khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy, kiểm định giả thiết đối với các hệ số hồi quy và kiểm định sự phù hợp của mô hình. Thì có một vấn đề đặt ra là trong thực tế khi mà tiến hành nghiên cứu các cái vấn đề thực nghiệm thì các em sẽ thấy rằng là rất ít khi người ta chỉ sử dụng cái mô hình hồi quy một biến độc lập hay là mô hình hồi quy hai biến độc lập, mà người ta sẽ sử dụng một cái mô hình hồi quy gồm có rất nhiều những cái biến độc lập. Chẳng hạn như ít nhất có thể là 5 biến độc lập hay là 6 biến độc lập. Bởi vì là khi mà chúng ta càng gia tăng cái số lượng biến độc lập, đúng không nhỉ? Thì cái phần không giải thích được, cái phần UI ấy, nó sẽ càng giảm đi. Thì trong cái bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ mở rộng cái mô hình hồi quy 3 biến của ngày hôm trước trở thành một cái trường hợp tổng quát hơn, đó là cái mô hình hồi quy k biến. Trong đó thì chúng ta sẽ có một biến phụ thuộc và k trừ một biến độc lập, đúng không nhỉ? Thì nội dung nghiên cứu của cái bài giảng hôm nay ấy, thì nó cũng gồm các cái mục tương tự như là các cái mục của bữa hôm trước thôi. Đấy, chỉ có điều trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái kiểm định thu hẹp của cái mô hình hồi quy và dự báo các cái giá trị của cái biến phụ thuộc. Nào, cũng tương tự như bài hôm trước, chúng ta sẽ bắt đầu bằng mô hình hồi quy tổng thể cho cái mô hình k biến. Thì cái mô hình hồi quy tổng thể của cái mô hình tổng quát này được diễn tả như sau. Các em có thể theo dõi ở trên slide. Thì kỳ vọng có điều kiện của y khi chúng ta xác định được x2, x3 cho đến xk, thế nó được diễn tả bằng gì nhỉ? Beta 1 cộng với beta 2 nhân với x2y cộng beta 3 nhân với cả x3y, vân vân cho đến beta k nhân với x ki. Và khi chúng ta thêm cái yếu tố ngẫu nhiên vào đây ui thì chúng ta sẽ có cái hàm hồi quy tổng thể ngẫu nhiên, đúng không nhỉ? Và khi chúng ta biểu diễn dưới dạng cái ma trận, đúng không nhỉ? Thì cái xi này chúng ta sẽ biểu diễn dưới dạng một cái ma trận gồm có k hàng và một cột. Đấy, tương tự như vậy thì beta chúng ta cũng biểu diễn bằng một cái ma trận gồm có k hàng và một cột, và cái hàm hồi quy tổng thể ngẫu nhiên được diễn tả bằng gì nhỉ? Ma trận nghịch đảo của x nhân với ma trận của beta và cộng với ui. Còn theo một cái cách diễn tả khác, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ diễn giả nó một cách chi tiết hơn, là giả sử chúng ta có n cái quan sát, tức là đây chúng ta sẽ có n cái giá trị của biến phụ thuộc y, n cái giá trị của các cái biến độc lập từ x2 cho đến xk, đúng không nhỉ? Thì khi đó chúng ta sẽ diễn tả cái mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên dưới cái dạng một cái hệ phương trình như thế này. Đấy. Và để cho nó đơn giản hơn thì chúng ta cũng đặt một cái tập hợp các cái giá trị quan sát của cái biến phụ thuộc thành một cái ma trận gồm có n hàng
và một cột, đúng nhỉ? Còn các cái beta thì chúng ta đặt thành một cái ma trận gồm có ca hàng và một cột. Ma trận của các cái biến độc lập x thì là một ma trận gồm có n hàng và k cột, và cuối cùng là ma trận của các cái biến ngẫu nhiên thì gồm có n hàng và một cột. Đấy, và khi chúng ta diễn tả nó dưới dạng ma trận, thế thì cái dạng ma trận của cái mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên sẽ được diễn tả bằng gì nhỉ? Y lớn thì bằng x lớn nhân với beta cộng với u. Ở đây thì các em chú ý là cái diễn tả ở trong cái giáo trình mà thầy gửi cho các em thì nó có một chút cái nhầm lẫn, là các em nhìn ở cái công thức 4.15. Đấy. Thì khi người ta diễn tả ký hiệu của cái beta ấy, dưới dạng cái ma trận gồm có các cái beta 1 cho đến beta n đấy, trong giáo trình thì ký hiệu dưới beta 1 đến beta n. Đấy, nhưng mà đây thì nó chính xác, nó phải là từ beta 1 cho đến beta k, đúng nhỉ? Đây là một cái ma trận gồm có k hàng và một cột. Vì sao lại như vậy? Thì các em có thể nhìn lại cái dạng ma trận của cái hàm số hồi quy tổng thể ngẫu nhiên thì chúng ta thấy là đây nó sẽ có cái gì nhỉ? Ma trận x nhân với ma trận của beta. Thì ma trận của x thì chúng ta đã biết là gì nhỉ? Nó có n hàng và k cột. Đấy. Thì khi mà chúng ta nhân với cái ma trận của beta, đúng nhỉ? Thì cái số hàng của beta nó phải bằng cái số cột của cái ma trận x này. Đấy. Thì khi chúng ta nhân cái này là n n hàng k cột thì cái này là gì nhỉ? K hàng một cột thì nó mới nhân được. Còn như ở trong giáo trình thì nó gồm có n hàng của beta thì không thể nhân với x được. Đấy, thì để các em chú ý sửa lại trong giáo trình một chút như vậy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái mô hình hồi quy mẫu. Thì cái mô hình hồi quy mẫu ở đây sẽ được diễn tả là gì nhỉ? Y mũ thì bằng beta 1 mũ cộng với beta 2 mũ nhân với x2 y cộng với beta 3 mũ nhân với x3 y cộng với vân vân cho đến gì nhỉ? Beta k mũ nhân với xk y. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Các cái giá trị y y mũ này nó là cái ước lượng điểm của cái gì nhỉ? Cái biến phụ thuộc y y. Đấy. Còn các cái beta từ beta 1 cho đến beta k thì nó là các cái ước lượng của các cái tham số hồi quy, ước lượng điểm của các tham số hồi quy. Đấy. Và cái sự chênh lệch, cái giá trị chênh lệch giữa cái giá trị quan sát của biến phụ thuộc y y và cái giá trị ước lượng của nó thì nó được thể hiện thông qua cái phần dư. Và như vậy là cái hàm hồi quy mẫu ngẫu nhiên nó được thể hiện thông qua cái hàm số như sau. Các em có thể quan sát. Đấy, thì các em thấy rằng là gì nhỉ? Cái chỗ từ beta 1 mũ này cho đến beta k mũ nhân với xk y này ấy, thì nó chính là cái gì nhỉ? Y y mũ đây. Đấy, và như vậy chúng ta thấy là gì nhỉ? Y y thì sẽ bằng y y mũ và cộng với e y. Và đây thì cũng tương tự như là cái hàm hồi quy đơn, đúng nhỉ? Thì cái giá trị ước lượng của y này, y mũ nó sẽ xoay quanh cái giá trị của y, nó có thể lớn hơn, có thể nhỏ hơn, và do đó là cái y này nó có thể nó sẽ mang giá trị âm hoặc là giá trị dương. Và cũng hoàn toàn tương tự như là ở cái phần mô hình hồi quy tổng thể thì chúng ta cũng có thể diễn tả cái mô hình hồi quy mẫu này dưới cái dạng gì nhỉ? Ma trận để trông cho nó đơn giản hơn. Là cái y lớn mũ này thì sẽ bằng gì nhỉ? X nhân với beta mũ, hoặc hay là cái y lớn này thì bằng x nhân với beta mũ và cộng với e. Thì ở đây tất cả những cái biến
phụ thuộc và biến độc lập thì chúng ta đều diễn tả nó dưới cái dạng gì nhỉ, các cái ma trận. Thế tương tự như vậy thì các cái hệ số hồi quy chúng ta cũng diễn tả nó dưới dạng các cái ma trận như thế này. Thì sau khi mà chúng ta đã xây dựng được cái mô hình hồi quy rồi thì cái việc tiếp theo là chúng ta phải ước lượng các cái tham số của cái mô hình hồi quy này, đúng không nhỉ? Thì với một cái logic cũng tương tự như là chúng ta đã được học ở trong cái mô hình hồi quy đơn cũng như là mô hình hồi quy bội ba biến, thì đối với cái mô hình hồi quy bội k biến này chúng ta cũng sử dụng cái phương pháp OLS để chúng ta ước lượng các cái tham số của cái mô hình này. Đấy. Thì cái logic của nó cũng xuất phát từ cái việc là gì nhỉ? Chúng ta sẽ tìm cái giá trị nhỏ nhất đấy, cho tổng bình phương của các cái phần dư EI. Chỉ khác một điều rằng là lúc trước ấy, đối với phương trình hồi quy đơn thì chúng ta chỉ cần giải cái phương hệ phương trình gồm có hai ẩn là beta 1 và beta 2. Hay là đối với phương trình hồi quy bội ba biến thì chúng ta sẽ phải giải cái hệ ba phương trình gồm có beta 1, beta 2 và beta 3. Thì bây giờ cái hệ phương trình của chúng ta sẽ là một hệ gồm có gì nhỉ? K phương trình. Đấy, và chúng ta sẽ phải tìm K biến từ beta 1 cho đến gì nhỉ? Beta K. Thì cái logic để chúng ta giải quyết cái bài toán này thì nó cũng rất là tương tự như chúng ta đã được học ở trong cái mô hình hồi quy hai biến và mô hình hồi quy ba biến. Thì chúng ta cũng sẽ gì nhỉ? Tính cái đạo hàm riêng bậc 1 của cái tổng sigma EI bình này theo từng cái biến beta 1 cho đến beta k, và chúng ta sẽ có gì nhỉ? K cái phương trình tương ứng với k biến từ beta 1 cho đến beta k, và về mặt lý thuyết là chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình gồm có k phương trình k biến này để chúng ta tìm ra các cái giá trị của các cái biến từ beta 1 cho đến beta k. Thì để cho nó tổng quát hơn thì chúng ta có thể diễn tả cái tổng sigma của EI bình này dưới cái dạng ma trận, không nhỉ? Thì đây chúng ta có một cái ma trận gồm có n hàng và một cột để diễn tả cho cái EI, đúng không nhỉ? Và như vậy là cái ET này nó sẽ là cái ma trận nghịch đảo của cái ma trận E này. Đấy, thì ET này nó sẽ có n cột và một hàng nhân với ma trận E là n hàng và một cột. Đấy, thì khi mà diễn tả ra, diễn giải ra thì chúng ta sẽ được cái kết quả đó chính là gì nhỉ? Y nghịch đảo đấy, nhân với y trừ đi 2 đấy, ma trận nghịch đảo của beta mũ đấy, nhân với ma trận nghịch đảo của x đấy, nhân với ma trận y đấy, cộng với ma trận nghịch đảo của beta mũ nhân với ma trận nghịch đảo của x nhân với ma trận của x và nhân với ma trận của beta mũ đấy, thì cái hàm số này sẽ tiến đến min để chúng ta xác định cái giá trị của các cái beta này. Và cũng tương tự như vậy, khi tìm đạo hàm riêng của cái hàm số này đối với các cái beta thì chúng ta sẽ xác định được cái phương trình như thế này. Và để giải ra thì chúng ta sẽ xác định được cái ma trận của cái hệ số hồi quy beta mũ. Thì xác định bằng gì nhỉ? Ma trận nghịch đảo của x đấy, nhân với ma trận của x mũ trừ 1 và nhân với ma trận nghịch đảo của x và nhân với ma trận của y. Thì nhìn tất cả những cái công thức diễn tả này, từ cái công thức ma trận hay là cái công thức lúc trước là cái công thức chi tiết như thế này, thì chúng ta thấy nó rất là phức tạp, đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì cái nguyên lý của nó cũng xuất phát từ cái mô hình hồi quy đơn, mô hình hồi quy hai biến, mô hình hồi quy ba biến, nó cũng nguyên lý nó cũng như vậy thôi. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng yên tâm một điều rằng là khi mà xác định các cái tham số hay là ước lượng tất cả những cái vấn đề khác đối với mô hình hồi quy bội từ bốn biến trở lên, thông thường cũng không ai yêu cầu các em là phải tính toán thủ công đâu.
Đấy, từ những cái 4 biến, 5 biến, 6 biến, thậm chí là sau này có thể lên cả chục biến, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phần mềm để hỗ trợ, để tính toán. Chứ thông thường nếu mà tính bằng tay thì người ta cũng chỉ yêu cầu tính đến đến mô hình 3 biến thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các cái giả thiết của mô hình hồi quy bội K biến. Thì cũng tương tự như là đối với trường hợp mô hình hồi quy bội 3 biến, thì đối với trường hợp mô hình hồi quy bội K biến thì chúng ta cũng có 5 cái giả thiết cần phải được tuân thủ. Thì cái giả thiết thứ nhất là cái giả thiết tuyến tính cấp tham số hồi quy. Có nghĩa là gì nhỉ? Ở đây thì cái mối quan hệ giữa cái biến phụ thuộc và cái biến độc lập thì nó phải được thể hiện thông qua cái mối quan hệ tuyến tính ở bậc cấp bậc các cái tham số hồi quy. Cái giả thiết thứ hai là cái giả thiết lấy mẫu ngẫu nhiên. Thì ở cái giả thiết nhất thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Ở đây chúng ta có một cái mối quan hệ tuyến tính giữa cái biến phụ thuộc y và gì nhỉ? K trừ 1 cái biến độc lập x. Đấy. Thì khi mà chúng ta lấy mẫu ấy, giả sử chúng ta là có n cái quan sát, không nhỉ? Chúng ta lấy mẫu của, ví dụ chúng ta lấy mẫu của 100 hộ gia đình, chúng ta lấy mẫu của 10 quốc gia, chúng ta lấy mẫu của 50 công ty, vân vân. Đấy. Thì trong những cái quan sát đó nó sẽ bao gồm gì nhỉ? Có k trừ 1 cái biến x này. Đấy, và một cái biến phụ thuộc y. Đấy. Và cái việc chúng ta lấy cái số lượng các cái biến này thì nó sẽ tuân theo cái mô hình hồi quy tổng thể ở cái giả thiết một này. Và cái mẫu này chúng ta cũng phải lấy một cách gì nhỉ? Ngẫu nhiên. Còn giả thiết thứ ba, đấy, giả thiết này chúng ta cũng đã gặp ở trong cái mô hình hồi quy 3 biến, đó là gì nhỉ? Không có hiện tượng đa cộng tuyến. Đấy. Có nghĩa là thứ nhất là các cái biến độc lập này chúng ta thấy là nó không thể là hằng số. Đấy, là hằng số là không được, nó phải là gì nhỉ? Mẫu ngẫu nhiên. Đấy. Và giữa các cái biến độc lập thì nó không được phép tồn tại một cái mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo. Có nghĩa là ví dụ có một cái biến nào đó mà nó được thể hiện đấy, dưới dạng một cái quan hệ tuyến tính với một cái biến độc lập khác thì như vậy là gì nhỉ? Vi phạm cái này, vi phạm cái hiện tượng cái giả thiết thứ ba này. Đấy. Thì khi mà chúng ta sau này chúng ta tiến hành các cái nghiên cứu thực nghiệm đấy, thì một trong những cái bước kiểm tra ban đầu là chúng ta phải kiểm tra cái hiện tượng đa cộng tuyến này. Đấy. Thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở trong cái những cái bài tập thực hành sau này. Đấy. Giả thiết thứ tư là cái giả thiết về cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên. Đấy. Thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên đấy, với điều kiện khi chúng ta xác định các cái biến độc lập từ x 1 cho đến xk thì cái kỳ vọng này nó phải bằng không với mọi y. Và cái giả thiết cuối cùng là phương sai không thay đổi. Đấy, có nghĩa là cái phương sai của cái yếu tố ngẫu nhiên đấy, thì nó phải cố định và nó bằng gì nhỉ? Sigma bình phương. Đấy, thì khi kết hợp cái giả thiết thứ tư và giả thiết thứ năm đấy, thì chúng ta sẽ có cái phân phối của cái biến ngẫu nhiên UI. Đấy, thì nó sẽ là cái phân phối chuẩn đấy, với cái kỳ vọng bằng không và cái phương sai là sigma bình. Và khi cái mô hình của chúng ta nó tuân thủ được đầy đủ 5 cái giả thiết này thì chúng ta có thể nói rằng là gì? Các cái ước lượng của các cái tham số hồi quy này đấy, chúng ta sẽ gọi là các cái ước lượng tuyến tính không chệch và có phương sai nhỏ nhất trong lớp các cái ước lượng tuyến tính không chệch. Thì nếu mà các em xem ở trong một số những cái giáo trình khác hoặc là xem ở trên mạng thì nhiều khi người ta hay viết tắt nó bằng cái từ blue, BLUE.
Đấy, thì cái từ blue đấy nó là viết tắt của cái từ là gì nhỉ? Baselinear Unbiased Estimator. Cái việc tiếp theo của chúng ta đó chính là xác định cái phương sai và độ lệch chuẩn của các cái ước lượng. Thì cũng tương tự như là đối với cái trường hợp mà hồi quy hai biến hay là trường hợp hồi quy ba biến. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ xác định cái phương sai và độ lệch chuẩn của các cái ước lượng đối với cái trường hợp mà hồi quy k biến với cái logic tương tự như vậy. Đấy, thì ở trên slide chúng ta có thể nhìn thấy cái ma trận hiệp phương sai của các cái ước lượng. Đấy, thì ở đây cái ma trận hiệp phương sai của các cái ước lượng chúng ta viết tắt là gì nhỉ? Covariance của beta mũ thì nó được xác định như thế này. Đấy, trong đó trong cái ma trận này thì cái đường chéo của ma trận đó chính là các cái phương sai của các cái ước lượng. Đấy, từ beta 1 cho đến beta 2 cho đến cái phương sai của beta k. Còn ở đây là các cái hiệp phương sai của các cái ước lượng. Đấy, ví dụ như hiệp phương sai của beta 1 mũ và beta 2 mũ, hiệp phương sai của beta 2 mũ và beta k mũ. Đúng nhỉ? Thì bản chất của cái phương sai và hiệp phương sai ấy, thì thực ra nó cũng giống nhau thôi. Đấy, cái phương sai thì tức là cái mối quan hệ của một cái biến và chính nó, và hiệp phương sai thì nó là một cái mối quan hệ của cái biến này và một cái biến khác. Đấy, cho nên bản chất của nó thì cũng giống nhau. Đấy, và cái ma trận hiệp phương sai này ấy, thì nó được xác định bằng cái công thức như sau. Đúng nhỉ? Cái ma trận hiệp phương sai thì là xác định bằng sigma bình phương, tức là phương sai của yếu tố ngẫu nhiên, đấy, nhân với ma trận nghịch đảo của x, và nhân với ma trận của x tức là mũ trừ 1. Thì ở đây chúng ta có một cái yếu tố chúng ta chưa xác định được, đó chính là cái phương sai của yếu tố ngẫu nhiên sigma bình. Đấy, thì cũng tương tự như lúc trước, chúng ta sẽ phải sử dụng một cái ước lượng của nó, chúng ta ký hiệu là gì nhỉ? Sigma mũ bình. Đấy, thì ở đây sigma mũ bình, đấy, còn nhớ lại là đối với trường hợp ba biến thì là gì nhỉ? Tổng sigma của ei bình chia cho n trừ 3. Còn đây chúng ta có k biến thì cái trường hợp này sigma mũ bình nó sẽ được xác định bằng tổng sigma của ei bình chia cho n trừ k. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái phần rất là quan trọng, đó chính là xác định cái hệ số xác định. Và chúng ta có một hệ số mới là hệ số xác định hiệu chỉnh hay là hệ số xác định điều chỉnh và cái ma trận tương quan. Thì cái mục đích của cái nội dung này là để giúp chúng ta xác định cái mức độ phù hợp của mô hình. Thì nhớ lại một chút là chúng ta đã xác định cái gì nhỉ? Cái giá trị quan sát của biến phụ thuộc thì nó bằng cái ước lượng của nó là y mũ và cộng với cái phần dư. Thì đây biến đổi tương đương một chút thì chúng ta trừ cả hai vế cho đi cho y ngang. Đấy. Và chúng ta đã xác định cái tổng sigma của y trừ đi y ngang với cả bình. Đấy, chúng ta đã gọi là TSS đúng không nhỉ? Đấy, tức là tổng dao động của y so với giá trị trung bình của nó. Và bên này thì chúng ta có cái tổng sigma của y mũ trừ đi y ngang tất cả bình. Đấy, chúng ta gọi nó là cái phần dao động được giải thích bởi mô hình, ký hiệu là ESS. Và cuối cùng là cái phần dao động mà chúng ta chưa giải thích được. Đấy, là tổng sigma của y bình, hay nó đã xác định bằng tổng sigma của y trừ đi y mũ tất cả bình. Đấy, chúng ta đã ký hiệu nó là ESS. Đấy. Thì chúng ta đã chứng minh được là gì nhỉ? TSS thì bằng ESS cộng với RSS. Đấy, đây là các cái tên tiếng Anh của nó. Đúng nhỉ? Đấy. Và chúng ta xác định cái hệ số xác định đấy, R square thì bằng ESS chia cho TSS. Đúng nhỉ? Hay nói khác nó bằng 1 trừ đi RSS chia cho TSS. Và chúng ta đã xác định được là cái giá trị của cái hệ số xác định này
thì nó luôn luôn nằm trong cái khoảng từ 0 đến 1. Và đối với cái mô hình hồi quy chỉ có 2 biến hoặc là chỉ có 3 biến thì thấy là gần như là nó chưa có cái vấn đề gì với cái hệ số xác định này cả. Tuy nhiên khi mà số lượng các cái biến độc lập tham gia vào mô hình nó trở nên nhiều hơn thì nó xảy ra một cái vấn đề như sau. Để chúng ta có thể theo dõi ở cái slide này. Thì đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta thêm biến vào mô hình thì cái K tăng, tức là cái số lượng các cái biến nó tăng lên. Đấy. Và cái TSS, tức là cái phần II trừ đi y ngang ấy, thì nó không liên quan gì đến cái số lượng biến này cả. Đấy. Tuy nhiên thì cái phần giải thích của mô hình thì nó lại phụ thuộc vào K. Đấy, nó sẽ tăng cái ESS này, nó sẽ tăng lên cùng với K. Để giải thích vì sao mà cái ESS nó tăng lên cùng với cái K, tức là ESS tăng lên cùng với việc chúng ta cho thêm biến vào mô hình, thì các em có thể nhìn cái phương trình 4.24 ở trong giáo trình. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như mà chúng ta có nhiều biến hơn đấy, thì chắc chắn là cái ES này nó sẽ tăng lên. Đấy, và khi ES tăng lên đấy, thì vô hình chung là cái TSS nó sẽ giảm đi và dẫn đến một hệ quả là cái hệ số điều chỉnh R square này nó sẽ tăng lên. Đấy, như vậy là nếu mà chúng ta cứ thêm biến vào mô hình thì cái hệ số điều chỉnh này nó sẽ tăng lên, không cần biết rằng là cái biến đó nó có phù hợp hay không. Đấy, cho nên nó sẽ có một cái vấn đề là chúng ta không thể sử dụng cái hệ số xác định này để xem là việc đưa thêm một cái biến vào mô hình nó có phù hợp hay không. Thì để giải quyết cái vấn đề này thì người ta đã đưa ra một cái hệ số mới. Đấy, từ cái phần này trở đi thì chúng ta sẽ gặp một hệ số mới gọi là hệ số xác định hiệu chỉnh, hay nhiều khi người ta gọi là hệ số xác định điều chỉnh, hay người ta gọi tên tiếng Anh của nó là adjusted R square. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt cái hệ số xác định điều chỉnh này, đó chính là gì nhỉ? R ngang bình phương. Đấy. Và chúng ta xác định nó bằng gì nhỉ? 1 trừ đi RSS chia cho N trừ K tất cả trên TSS chia cho N trừ 1, hay biến đổi nó ra thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? 1 trừ đi N trừ 1 trên N trừ K nhân với 1 trừ đi R bình phương. Đấy. Thì cái đặc điểm của cái hệ số xác định điều chỉnh này ấy, thì nó có một số những cái đặc điểm như sau. Đấy. Khi mà chúng ta thêm cái biến giải thích vào mô hình thì K tăng lên. Đấy. Thì tương tự như cái trường hợp của cái hệ số xác định lúc nãy thì cái phần mẫu số này, đấy, lúc nãy mẫu số chúng ta chỉ có TSS thôi, đấy, thì cái mẫu số TSS này nó không bị ảnh hưởng bởi K, và cái N trừ 1 này nó cũng không bị ảnh hưởng bởi K, cho nên bây giờ cái mẫu số mới của chúng ta là TSS chia cho N trừ 1 nó cũng không bị ảnh hưởng bởi K. Đấy. Còn đối với trường hợp lúc nãy, trường hợp của hệ số xác định thì khi mà chúng ta thêm biến vào thì cái RSS này đấy, nó giảm đi, đúng không nhỉ? Cái phần sai số nó giảm đi. Đấy. Tuy nhiên bây giờ khi chúng ta điều chỉnh thêm là chúng ta chia cái RSS này cho N trừ K thì khi mà chúng ta thêm những cái biến mà nó không có ý nghĩa vào mô hình ấy, thì cái RSS này đấy, nó sẽ không giảm hoặc là nó sẽ giảm ít. Như vậy là nói một cách khác, nếu như chúng ta cho thêm biến vào mô hình, nếu như biến này nó có ý nghĩa, hay nói khác cái biến này nó có thể hiện những cái mối quan hệ nào đó với cái biến phụ thuộc, thì nó sẽ làm cho cái hệ số xác định hiệu chỉnh này tăng lên. Còn ngược lại, nếu như cái biến này ấy, nó không thể hiện cái mối quan hệ gì với cái biến phụ thuộc thì nó sẽ làm cho cái hệ số xác định điều chỉnh nó không tăng. Đấy, do đó ta chỉ thêm cái biến vào mô hình nếu như nó thật sự làm cho cái hệ số xác định hiệu chỉnh
tăng lên. Còn nếu như làm cho cái hệ số xác định nó tăng lên thì chúng ta cũng cần phải xem xét, chúng ta cũng chưa chắc chúng ta đã sử dụng cái biến này, đúng không nhỉ? Và cái đoạn thứ hai, chúng ta thấy rằng là cái hệ số xác định hiệu chỉnh, cái r ngang bình phương này, thì nó luôn luôn nhỏ hơn cái r bình phương, và cái r ngang bình phương này nó tăng lên với một cái tốc độ chậm hơn là r bình phương. Thì để giải thích cái điều này, chúng ta có thể nhìn vào cái công thức 4.27 ở trong giáo trình. Đấy, thì cái phần n trừ 1 chia cho k trừ 1, phần này thì nó tối đa là nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1. Đấy, trong trường hợp là nếu như cái giả sử như chúng ta chỉ có hai biến, đấy, giống như là cái trường hợp mà ban đầu chúng ta học, đấy, thì cái n trừ 1 chia cho n trừ k ấy, nó sẽ bằng 1. Và trong trường hợp này thì cái hệ số xác định hiệu chỉnh thì nó sẽ bằng đúng với cái hệ số xác định. Đấy, cho nên là lý do vì sao mà chúng ta không nhắc đến cái hệ số xác định hiệu chỉnh này trong cái phần mô hình hồi quy đơn là như vậy, bởi vì hai cái hệ số này lúc đó nó sẽ bằng nhau, đúng nhỉ? Và thứ ba là cái hệ số xác định ấy thì không bao giờ nó âm. Đấy, tuy nhiên thì nếu như mà cái hệ số xác định này nó nhỏ quá, ở đây chúng ta dùng cái từ là đủ nhỏ, thì nó sẽ làm cho cái hệ số xác định hiệu chỉnh này nó mang giá trị âm, để trong trường hợp chúng ta có quá nhiều biến, đúng không nhỉ? Thì khi mà cái hệ số xác định hiệu chỉnh này nó mang giá trị âm thì chúng ta coi như là nó bằng không, và lúc đó là cái mô hình của chúng ta nó gọi là không có cái ý nghĩa gì cả. Chúng ta buộc phải chọn lại một cái mô hình khác. Thì cái hệ số xác định hiệu chỉnh này nó có ý nghĩa như thế nào khi chúng ta tiến hành thực hiện các cái hoạt động nghiên cứu thực nghiệm? Thì quay trở lại, chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi mà chúng ta đưa thêm càng nhiều biến vào mô hình thì chắc chắn là cái hệ số xác định a square nó sẽ lúc nào nó sẽ tăng lên. Đấy, kể cả việc chúng ta có đưa vào các cái biến cần thiết hay không cần biết. Những cái biến này nó có thể hiện mối quan hệ với cái biến phụ thuộc hay không, thì nó cũng sẽ làm cho cái hệ số xác định nó tăng lên. Thì để tránh cái hiện tượng này thì chúng ta sẽ không sử dụng cái hệ số xác định để tính toán cái sự phù hợp của mô hình, bởi vì khi mà số lượng biến nó tăng lên thì cái hệ số này nó không còn ý nghĩa nữa, mà chúng ta phải sử dụng cái hệ số xác định hiệu chỉnh, cái hệ số xác định hiệu chỉnh để tính toán cái sự phù hợp của mô hình. Đấy. Và nếu như chúng ta cho thêm một biến vào mà nó làm cho cái hệ số xác định hiệu chỉnh này nó tăng lên thì chúng ta mới quyết định sử dụng cái biến đó ở trong mô hình. Còn nếu như mà nó không làm thay đổi cái giá trị của cái hệ số xác định hiệu chỉnh này thì tốt nhất là chúng ta nên bỏ nó đi, đúng nhỉ? Và với cùng một cái bộ số liệu thì khi thêm một cái biến mới vào mô hình thì mô hình nào mà có cái hệ số xác định hiệu chỉnh này lớn hơn thì chúng ta sẽ xem như nó là tốt hơn. Thì cái việc xem xét cái hệ số hiệu chỉnh này ấy, thì nó đặc biệt là nó rất có ý nghĩa trong trường hợp mà chúng ta chọn các cái biến điều khiển ở trong cái mô hình của chúng ta. Thì như chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta nghiên cứu một cái mối quan hệ giữa hai cái yếu tố nào đó, thì cái biến phụ thuộc và một cái biến chúng ta sử dụng để xem xét cái mối quan hệ tác động lên cái biến phụ thuộc ấy, thì cái biến độc lập đấy là nó đương nhiên là nó phải có trong mô hình rồi. Đấy. Ngoài ra thì để tăng thêm cái sức mạnh của mô hình thì người ta bắt buộc người ta phải sử dụng thêm những cái biến gọi là biến điều khiển. Đấy, thì những cái biến điều khiển này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào? Đấy, thì có rất nhiều những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Trong đó thì có một trong những cái tiêu chí đó, đó chính là sử dụng cái hệ số hiệu chỉnh này, hệ số xác định hiệu chỉnh này, để xem là chúng ta có nên sử dụng nó hay không. Bởi vì những cái biến điều khiển này thì nó cũng không nhất thiết là phải có trong mô hình, có cũng được và không có cũng được. Thì trong cái mục này chúng ta còn một cái vấn đề nữa, đó chính là cái ma trận hệ số tương quan. Thì đây chúng ta có cái ma trận hệ
hệ số tương quan được xác định như thế này. Trong đó thì cái ma trận hệ số tương quan này thì nó sẽ bao gồm cái hệ số tương quan giữa biến phụ thuộc y và các cái biến độc lập x, và cái hệ số tương quan giữa các cái biến độc lập với nhau. Đây, như các em có thể nhìn thấy cái R1 z này. Đấy, tức là các cái hệ số tương quan ở trên cái hàng thứ nhất này. Đấy, nó thể hiện cái hệ số tương quan giữa cái biến y và các cái biến độc lập x. Đấy, và nó được thể hiện chi tiết thông qua cái công thức như này. Còn từ hàng thứ hai trở đi cho đến hàng thứ k, đấy, thì đó chính là cái hệ số tương quan của các cái biến độc lập x với nhau, và nó thể hiện thông qua cái công thức như thế này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khoảng tin cậy của các cái tham số. Thì ở đây cũng giống như là đối với trường hợp hồi quy ba biến, thì chúng ta cũng chứng minh được là gì nhỉ? Với cái độ tin cậy là 1 trừ alpha, thì các cái tham số hồi quy beta y nó sẽ nằm trong cái khoảng từ gì nhỉ? Beta y mũ trừ t alpha trên 2 n trừ k nhân với cái standard error của cái beta mũ cho đến gì nhỉ? Beta y mũ cộng với t alpha trên 2 n trừ k nhân với cái standard error của beta y mũ. Đấy, thì đây chúng ta có thể thấy là cái phân phối xác suất của cái hàm student, cái hàm t đấy, thì nó cũng có một cái dạng nó khá là giống với cái trường hợp phân phối chuẩn. Thì khi mà cái giá trị của các cái quan sát nó lớn đấy, thì cái hàm student này nó càng lúc nó càng giống với cái phân phối chuẩn, và đây là cái giá trị của trừ t alpha trên 2 n trừ k, đây là trị của dương t alpha trên 2 n trừ k. Thì khi mà chúng ta kiểm định giả thiết đối với các cái hệ số hồi quy, thì thực ra nguyên lý của nó là nó cũng bắt nguồn từ cái khoảng tin cậy thôi. Chúng ta cũng dùng cái phân phối student này để chúng ta kiểm định giả thiết đối với các cái hệ số hồi quy độc lập. Thì đây là nhắc lại một chút về cái kiến thức của bài hôm trước, đúng không nhỉ? Là khi mà chúng ta muốn kiểm định cái tham số hồi quy nào đó với một cái giá trị là beta y sao, thì chúng ta sẽ tính toán cái hệ số t này bằng cái beta y mũ trừ đi beta y sao chia cho cái standard error của cái beta y mũ. Đấy, và cái hệ số này thì nó tuân theo cái phân phối xác suất t với cái bậc tự do là n trừ k. Và chúng ta cũng đã chứng minh được là gì nhỉ? Cái xác suất để t nó nằm trong cái khoảng trừ t alpha trên 2 n trừ k cho đến t alpha trên 2 n trừ k. Đấy, thì nó bằng 1 trừ đi alpha, trong đó alpha là cái mức ý nghĩa. Như vậy là để có thể kiểm định được các cái hệ số hồi quy này, thì chúng ta cũng có về cơ bản là chúng ta cũng có ba cái phương pháp để chúng ta kiểm định. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp khoảng tin cậy, đúng không nhỉ? Tức là chúng ta sẽ tính cái khoảng tin cậy của cái hệ số hồi quy nào đó, và sau đó chúng ta sẽ xét cái giá trị mà chúng ta muốn kiểm định để xem là nó có nằm ở trong cái khoảng tin cậy hay không. Nếu như mà giá trị của nó nằm ngoài khoảng tin cậy thì chúng ta bác bỏ giả thiết, còn nếu nằm trong thì chúng ta chấp nhận cái giả thiết. Còn cái cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp kiểm định thông qua cái hệ số t vừa nãy chúng ta vừa mới nhắc đấy. Thì ưu điểm khi chúng ta sử dụng cái phương pháp kiểm định bằng hệ số t này thì chúng ta có thể kiểm định được cả hai bên lẫn kiểm định một bên. Còn đối với kiểm định khoảng tin cậy thì chúng ta chỉ kiểm định được hai phía thôi, đúng không nhỉ? Và về cái quy tắc để chúng ta kiểm định thông qua hệ số t này,
thì chúng ta cũng thực hiện thông qua các cái bước. Tức là thứ nhất là chúng ta sẽ tính cái hệ số t này đúng không nhỉ, bằng beta y mũ trừ đi beta y sao chia cho cái standard error của cái beta y mũ. Đấy, sau đó chúng ta sẽ so sánh cái hệ số t này đấy, với cái giá trị t alpha trên 2 n trừ k nếu như chúng ta kiểm định hai phía, và so sánh với cái giá trị trừ t alpha trên trừ t alpha n trừ k nếu như chúng ta kiểm định bên trái, còn t alpha n trừ k nếu chúng ta kiểm định phía bên phải. Và cái quy tắc để chúng ta bác bỏ cái giả thiết tương ứng là nếu như đối với trường hợp hai bên trị tuyệt đối của cái t này nó lớn hơn cái giá trị này, chúng ta hay gọi là cái giá trị critical value, thì chúng ta sẽ bác bỏ. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái miền bác bỏ là cái màu xanh xanh này đúng không nhỉ, và tương tự như vậy miền bác bỏ là cái miền xanh xanh này và miền bác bỏ là cái miền xanh xanh ở đây. Còn nói về cái giá trị t này thì thông thường ở trong phần các cái phần mềm về kinh tế lượng, ví dụ như là eView, thì thông thường là người ta sẽ tính toán cho các em luôn cái giá trị t này trong trường hợp chúng ta kiểm định so sánh cái hệ số hồi quy với giá trị không, tức là khi đó cái t này nó sẽ bằng beta y mũ chia cho cái standard error của beta y mũ. Đấy. Thì mục đích của cái việc chúng ta tính cái t này để là chúng ta gì nhỉ, kiểm định xem là cái giá trị của cái beta y này nó có khác không hay không. Đấy, thì trong đại đa số các nghiên cứu ấy thì thông thường là người ta muốn xác định xem là có một cái biến nào đó, biến độc lập nào đó có thực sự ảnh hưởng đến cái biến phụ thuộc hay không. Đấy, thì người ta sẽ xác định cái t này bằng beta y mũ chia cho cái standard error của beta y mũ, chứ người ta cũng không cần thiết, nhiều khi không cần thiết là phải xác định một cái giá trị, trừ khi có một cái lý do đặc biệt nào đó mà người ta muốn kiểm định so sánh cái beta y này với một cái giá trị cụ thể nào đó. Và đây thì các em phải đặc biệt chú ý là khi mà chúng ta tiến hành cái kiểm định này có nghĩa là chúng ta đang muốn kiểm định cái beta y, tức là cái mà chúng ta không biết, chứ chúng ta không phải là chúng ta kiểm định cái beta y mũ. Bởi vì beta y mũ là cái gì nhỉ, cái ước lượng điểm của beta y, nó là cái chúng ta đã biết dựa trên một cái mẫu nào đó, thì cái đó là nó ra một con số cụ thể rồi chúng ta không kiểm định, mà chúng ta đang kiểm định là kiểm định cái beta y. Còn cái cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng cái gì nhỉ, giá trị p value. Thì cái sử dụng cái p value này là cái cách dễ nhất, và theo thói quen của thầy thì thầy cũng hay nhìn vào cái p value, vì là nó nhìn nó rất là trực quan và nó dễ hình dung đúng không nhỉ. Thì cái quy luật để chúng ta dùng cái p value này thì nó rất đơn giản, đấy là chúng ta sẽ so sánh cái p value này với cái giá trị alpha. Nếu như mà cái p value này nó nhỏ hơn cái mức ý nghĩa alpha thì chúng ta sẽ bác bỏ cái H0, còn nếu cái p value này nó lớn hơn bằng cái alpha thì chúng ta không có cơ sở để chúng ta bác bỏ cái H0. Thì thực tế đối với các cái phần mềm khi mà nó xuất ra cái kết quả thì cái đầu tiên nó đập vào mắt chúng ta đó chính là cái giá trị p value của các cái hệ số hồi quy. Đấy. Thì khi mà thầy nhìn vào các cái giá trị p value này thì thầy sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất. Ví dụ giả sử như là nhìn một cái hệ số p value này nó bằng 0,15 chẳng hạn, thì thầy sẽ thấy rằng là gì nhỉ, với những cái mức ý nghĩa mà nó lớn hơn 15% thì chúng ta sẽ gì nhỉ, bác bỏ giả thiết. Còn nếu mà đối với cái mức ý nghĩa nó nhỏ hơn 15% thì chúng ta không có cơ sở để chúng ta bác bỏ giả thiết. Và thực tế là khi mà chúng ta làm những cái nghiên cứu, nếu mà chúng ta mong đợi rằng là có một cái sự tác động hoặc là một cái mối quan hệ nào đó giữa cái biến độc lập và biến phụ thuộc,
Thì khi mà chúng ta ước lượng ra cái hệ số ước lượng hồi quy của beta tương ứng với cái biến đó, mà cái giá trị của p value này nó lớn, thì thông thường là chúng ta thấy rằng là nó rất là thất vọng về kết quả đó, bởi vì là nó lớn như vậy thì chứng tỏ là cái gì nhỉ? Cái hệ số ước lượng đó nó không có ý nghĩa thống kê, và khi đó chúng ta sẽ phải tìm những cái nguyên nhân giải thích, hoặc là chúng ta sẽ phải tìm chúng ta sẽ phải tiến hành khảo sát lại mẫu, bởi vì là có thể cái việc khảo sát mẫu của chúng ta nó có vấn đề. Tiếp đến thì chúng ta có một cái kiểm định khác là cái kiểm định thu hẹp cái hàm hồi quy. Thì tại sao mà ở cái bài trước là cái mô hình hồi quy hai biến và mô hình hồi quy ba biến thì chúng ta không có cái kiểm định thu hẹp hàm hồi quy, là bởi vì cái lúc đó chúng ta chỉ có một biến độc lập hoặc là hai biến độc lập thì nó ít quá, chúng ta có gì đâu mà phải thu hẹp, đúng không? Còn đến bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều cái biến độc lập. Nếu giả sử chúng ta có 10 biến độc lập, thậm chí là 15 biến độc lập, thì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ rằng là liệu rằng chúng ta cho những cái biến này vào thì nó có phù hợp hay không. Thì lúc trước là chúng ta đã có một cái công cụ để chúng ta xác định, đó chính là sử dụng cái gì nhỉ, hệ số điều chỉnh, hệ số xác định điều chỉnh cái R ngang bình phương đấy, đúng nhỉ? Thì bây giờ chúng ta có thêm một cái công cụ nữa, đó là chúng ta sẽ kiểm định thu hẹp hàm hồi quy. Tức là chúng ta giả sử như là chúng ta đưa vào cái hàm hồi quy ban đầu là ví dụ 10 biến. 10 biến thì thấy rằng là giả sử như vậy thì chúng ta sẽ xét một cái mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên, chúng ta gọi là mô hình thứ nhất. Đấy, có 10 biến. Đấy, tương ứng ở đây thì chúng ta sẽ có từ x2y cho đến x10y. Đúng nhỉ? Và giả sử chúng ta sẽ ước lượng cái hàm hồi quy này, và chúng ta xác định được cái gì nhỉ? Hệ số xác định chúng ta gọi là R1 bình phương. Đấy. Thì bây giờ giả sử chúng ta muốn kiểm định xem là có ba cái biến. Đấy, chúng ta không biết là nó có thực sự là nó phù hợp hay không, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ đưa ra một cái giả thiết là gì nhỉ? Cái beta thì chúng ta giả sử là beta 8 đấy, bằng beta 9 bằng beta 10. Đây ở đây chúng ta ký hiệu là gì nhỉ? Beta k trừ m cộng 1 cho đến beta k là ba những cái hệ số này bằng 0. Và cái giả thiết đối của nó là ít nhất một trong những hệ số này nó khác 0. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã loại đi, ở đây chúng ta đã loại đi m cái biến, nó lại đi m biến. Đấy, như ví dụ của thầy là chúng ta loại đi ba biến, đúng không nhỉ? Và khi đó ấy, thì cái việc chúng ta kiểm định này nó sẽ tương ứng với cái việc chúng ta so sánh hai cái mô hình, một là cái mô hình đầy đủ k biến, đấy, ví dụ là 10 biến, và cái trường hợp thứ hai là chúng ta so sánh nó với cái mô hình rút gọn hơn là cái mô hình chỉ có gì nhỉ, k trừ m biến, hay nói khác chúng ta có như cái ví dụ của thầy là chúng ta có 7 biến, đúng không nhỉ? M bằng 3. Đấy, thì việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ ước lượng cái mô hình rút gọn của nó. Đấy, chỉ có k trừ m biến. Đấy, và chúng ta cũng xác định được cái hệ số xác định là R2 bình phương. Đấy, thì để kiểm định cái giả thiết lúc đấy thì chúng ta cũng sẽ kiểm định bằng một cái kiểm định gọi là kiểm định F. Đấy, thì để tiến hành chúng ta sẽ làm qua hai bước. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tính cái F này theo cái công thức là gì nhỉ? F thì bằng R1 bình trừ R2 bình chia cho 1 trừ R1 bình và nhân với N trừ K chia cho M. Và sau đó chúng ta sẽ so sánh cái F này với cái giá trị critical value. Đấy, bằng gì nhỉ? Bằng cách là chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ tra ở trong cái bảng của phân phối F. Đấy, với cái mức ý nghĩa là alpha và có hai bậc tự do là m và n trừ k. Đấy. Nếu như cái giá trị f mà chúng ta tính toán ra đây đấy, nó lớn hơn cái critical value thì chúng ta sẽ bác bỏ cái giả thiết. Đấy. Còn nếu như ngược lại nó nhỏ hơn thì chúng ta không đủ cơ sở để
bác bỏ giả thiết. Thế vậy thì bác bỏ giả thiết là như thế nào mà không bác bỏ giả thiết là như thế nào? Thì chúng ta lại quay trở lại cái giả thiết chúng ta bác bỏ cái giả thiết này. Đấy. Bác bỏ cái giả thiết này có nghĩa là có ít nhất một hệ số nào đó ở trong này nó khác không. Có nghĩa là đây chúng ta cái việc chúng ta loại bỏ tất cả những cái biến này ra là không phù hợp. Là không phù hợp, đúng không nhỉ? Còn nếu ngược lại, chúng ta không thể bác bỏ được cái giả thiết này, có nghĩa là như nào? Để không bác bỏ được cái giả thiết này có nghĩa là có khả năng là tất cả những cái biến này nó đều bằng bằng nhau và đều bằng không. Và như vậy rằng là việc chúng ta cho các cái biến độc lập tương ứng với các cái hệ số này vào là nó có vấn đề, nó không thực sự là có ý nghĩa. Đấy, và cũng dẫn đến cái kết quả là cái hệ số xác định điều chỉnh. Đấy, cái hệ số R ngang bình phương nãy có thể là khi chúng ta cho những cái biến này vào nó sẽ không tăng lên hoặc là nó tăng lên rất là ít, đúng không nhỉ? Một cái kiểm định nữa đó chính là cái kiểm định về cái sự phù hợp của mô hình. Đấy, thì chúng ta biết là để tính toán cái mức độ phù hợp của mô hình thì chúng ta sử dụng cái hệ số xác định hoặc là hệ số xác định điều chỉnh, đúng không nhỉ? Thì bây giờ khi mà chúng ta kiểm định cái sự phù hợp của mô hình thì chúng ta sẽ kiểm định cái giả thiết là gì nhỉ? H0 thì là cái hệ số xác định này bằng 0. Còn H1 là cái hệ số xác định này khác 0. Thì tương ứng với cái việc chúng ta kiểm định cái giả thiết này đấy, đó chính là cái việc chúng ta kiểm định các cái hệ số hồi quy đấy, từ beta 2 cho đến beta k đều bằng nhau và bằng 0 đấy, thì đấy là cái H0. Còn cái H1 đấy, thì ngược lại có nghĩa là gì nhỉ? Một trong các những cái hệ số đó nó khác 0. Thì để kiểm định cái giả thiết này thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểm định F. Thì các bước tiến hành của kiểm định F thì chúng ta cũng tiến hành qua hai cái bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ tính cái hệ số F này theo cái công thức như thế này: F bằng R bình nhân với N trừ K chia cho 1 trừ R bình nhân với K trừ 1. Và sau đó thì chúng ta sẽ xác định cái giá trị critical value F alpha K trừ 1 trên N trừ K. Ở cái bài trước ấy, thì đối với cái trường hợp mô hình hồi quy 3 biến thì chúng ta đã xác định được cái gì nhỉ? Cái F alpha đấy, đối với trường hợp 3 biến thì đây nó sẽ là gì nhỉ? 3 trừ 1 là 2, còn nên N trừ 3. Và sau đó thì chúng ta so sánh cái F này với cái giá trị critical value này đấy, và nếu như cái F này nó lớn hơn cái giá trị này thì chúng ta bác bỏ giả thiết H0. Đấy, khi chúng ta bác bỏ giả thiết H0 thì có nghĩa là gì nhỉ? Cái giá trị R bình phương này này nó sẽ khác 0, và chúng ta kết luận là gì nhỉ? Tất cả các cái biến độc lập này đấy, cùng nhau tham gia vào giải thích cái biến phụ thuộc. Đấy, còn nếu như mà chúng ta không có cơ sở để bác bỏ H0 có nghĩa là có khả năng này, có khả năng các cái biến độc lập này tham gia vào trong mô hình nó không có cái giá trị gì trong cái việc giải thích cái sự thay đổi của biến phụ thuộc. Thì nội dung cuối cùng của cái bài học hôm nay đó chính là cái phần dự báo. Thì đây dự báo là chúng ta dự báo cái gì? Đây dự báo là chúng ta dự báo cái biến phụ thuộc, đúng không nhỉ? Nghĩa là khi mà chúng ta đã có những cái biến độc lập rồi, đã xác định các cái biến độc lập rồi thì chúng ta sẽ dự báo xem là cái biến phụ thuộc nó sẽ nằm ở trong cái khoảng như thế nào. Thì chúng ta sẽ có hai cái dự báo. Thứ nhất là cái dự báo giá trị trung bình. Thì giả sử chúng ta xác định là một tập hợp cái biến độc lập tại một cái quan sát nào đó. Bây giờ chúng ta cần phải dự báo giá trị trung bình của cái biến phụ thuộc y. Đấy, tức là đây chúng ta sẽ dự báo cái này. Đây, giá trị trung bình của cái biến phụ thuộc y đấy, với cái điều kiện là xác định cái biến độc lập x0 đấy, thì nó sẽ có dạng như thế này. Ở đây thì chúng ta đã xác định được cái ước lượng điểm của cái giá trị trung bình của y
em với x0. Đó chính là gì nhỉ? Y0 mũ thì bằng beta 1 mũ cộng với beta 2 mũ nhân với x02 cộng với beta k mũ nhân với cả x0k. Thì với cái độ tin cậy là 1 chứa alpha thì chúng ta sẽ xác định được cái giá trị trung bình của y với cái x0 xác định, thì nó sẽ nằm trong cái khoảng là gì nhỉ? Y0 mũ trừ đi t alpha trên 2 n trừ k nhân với cái standard error của cái y0 mũ này. Đấy. Và cái phía bên kia thì nó sẽ là gì nhỉ? Y0 mũ cộng với t alpha trên 2 n trừ k nhân với standard error của cái y0 mũ. Đấy. Trong đó thì cái standard error của y0 mũ thì chúng ta sẽ xác định nó bằng cái công thức như thế này. Đấy. Thì đấy chính là cái dự báo cái giá trị trung bình của y với điều kiện xác định x. Còn cái dự báo thứ hai là cái dự báo giá trị cá biệt. Đây đây ký hiệu là y0 đúng không nhỉ? Thì khác với dự báo giá trị trung bình thì khi mà đối với cái dự báo giá trị cá biệt này chúng ta có thêm cái yếu tố ngẫu nhiên là ký hiệu là u0, và cũng tương tự như lúc nãy với cái độ tin cậy là 1 chứa alpha thì chúng ta sẽ xác định được cái giá trị dự báo giá trị cá biệt của y0 thì nó cũng sẽ nằm trong cái khoảng như thế này. Ở đây thì cái sự khác biệt duy nhất giữa cái công thức này và công thức dự báo giá trị trung bình nó chính là nằm ở cái gì nhỉ? Ở đây chúng ta có cái standard error của y0 trừ đi y0 mũ. Đấy. Còn đây chúng ta chỉ có cái standard error của y0. Đấy. Và cái standard error của y0 trừ y0 mũ thì chúng ta sẽ xác định nó trên cái công thức như thế này. Thì cái nội dung bài giảng của tuần này chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Về cái bài tập về nhà thì tùy từng giáo viên thì sẽ cho các em những cái bài tập về nhà riêng. Ở buổi sau thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải một số những cái bài tập ở phía sau của cái chương này. Thì chúc các em có một tuần học tập tốt.